cái này lấy vũ tàu ấy. Ủa đi rừng nha, xem được mấy yến nha. Hoa nào hoa kia nó tốt như này. Thì cái này trồng xuống đất đi em. Cái nào? Trồng xuống đất cái nào? Cả hai cây luôn. Thế cho em đi tỉa cái cây kia bớt đi, tỉa cho nó thành cần. Không, tỉa đã. Tỉa. Dài dài lên. Và nhổ mấy cái gốc cỏ trong này.
Dưới này chưa cắt này. Tí trồng mấy cây hoa ban vào đây chắc là đẹp hơn quá. Tí trồng mấy cây hoa ban vào đây chắc là đẹp hơn. Bơi à, không là bà bán gì đấy? Ừ, bà bán bằng nước chứ. À, các cháu ở đây tiện thế này lấy giúp bà với nhá. À, thợ cái thứ này nấu nước lên nó nước nó đỏ lắm. Ừ. Còn này là măng nữa. Chúng bà tần là bản đúng. Và đây thì ít nhiều chúng cháu cũng lấy giúp bà với. Ừ. Được lấy bà cái viên thuốc. Để nó tiện lắm.
Đây, cũng cho cũng cho thông cảm nha. Có ngày phải đi làm ăn chứ nhỉ? Ai phải là đi phủ đi rừng nha. Đi mấy chục ngày trước không kịp đi, nếu mà kịp đi ô được đó, nó màu cao bằng mặt rồi. Cái này về hôm nào đi làm cá, cá cây con người mường mình là có cây cây này đi là còn 6 cân. Đủ quá, đủ quá, không phải nhặt đâu quá. Để xem nó được mấy cân. Để xem nó được mấy cân. Các mẹ này chưa cân hôm nào à? Trôi lưới quá, còn cá nhỏ. Còn cá bé này, không được cá to con này. Đừng có ngâm nước như thế.
Thank you.
Chín hết chưa em ơi? Lấy cơm đằng sau em. Cơm. Đứa này con bị mốc. Này trong cá. Này bắt thêm nữa về đây. Chỗ đây. Ăn thử cá luôn. Ngon không? Đúng mũi mà. Cảm ơn chiên nè. Không. Cá này ngon. Cơm. Hey, cái này á. Bánh mì. Bánh mì á. Bánh mì đủ chuẩn. Không khó không? Giò thế nhỉ? Măng chua này ngon. Ngon. Muốn sao? Ngon mà, món này ngon. Món cá của anh đi chứ. Không đi đuổi. Thì cái này không ăn hết để chiều chan cho bọn mình có cá. Hôm nay tưởng nó mưa. Ấy, anh nhiều khô quá. Đấy. Nhiều khô quá. Không nhỏ đâu. Anh nghĩ họ làm gì? Rau củ quả không? Không ngon. Không ngon có cả thôi. Băng mềm nha. Có cái máy ép như này vào. Em ăn hết nửa con bên này rồi cùng đi. Không.
thôi măng của em không. Em lấy mua ở bà. Thì cái này thái phơi luôn. Anh thử mang cho em mưa đấy. Thăm mưa đấy. Hôm nay ơi. Chiều nay tối mưa. Ăn no rồi chạy rồi. Khá tưởng thắp mưa mà bây giờ nó thẳng luôn. Nó tranh nhau để chiều cho nó ăn. Ăn đi. Thank you.